Hello các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với channel YouTube của mình. Thì hôm nay mình đưa cái xe mình đi mua nhớt để chuẩn bị đón Tết ha. Thì mình cũng thấy có nhiều bạn hỏi mình á trên kênh YouTube là mình mua nhớt ở đâu, rồi mình sử dụng nhớt loại gì. Thì hôm nay mình qua cái cửa hàng tiệm bán nhớt là Motul Khang Nguyễn. Thì các bạn có thể lên Facebook á, tìm shop là Motul Khang Nguyễn không dấu nha các bạn, thì các bạn sẽ ra cái cửa hàng này. Thì bên anh Khang á thì anh có ship COD đúng không anh? Có. Bên anh thì anh có ship COD đầy đủ cho các bạn á, nên là nếu như mà các bạn nào mà có muốn mua thì các bạn có thể inbox vô shop của anh thì anh sẽ trả lời cho các bạn, anh trả lời nhanh lắm các bạn ha. Thì ok, hôm nay mình sẽ dẫn các bạn đi coi nhớt và mình sẽ coi là mình mua nhớt là gì ha. Rồi ok, thì đây cái này thì chắc là mình sẽ nhờ anh Khang chỉ ha. Thì ở đây thì rất nhiều loại nhớt ha các bạn. Thì mình nhắm tới Fuxicolin kia kìa. Đó, ở đằng xa là Fuxicolin ha. Thì đây có cả Fuxicolin, Motul 300V, Repsol, Sado Racing, Voltronic, XM Chai Black ha các bạn. XM Platinum. Platinum. Rồi ok, thì ở dưới rất nhiều ha, cả nhớt máy, nhớt láp nữa nè các bạn. Có cả nhớt láp